Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Cùng học tiếng Khmer. Để giúp khán giả dễ nắm nội dung bài, chúng ta lưu ý điểm chung sau đây. Thứ nhất, bài 57 khán giả được làm quen với phụ âm chéo vần mô, chân pô, mô, chân pô và cuối cùng là mô, chân mô để tạo từ chéo vần. Thứ hai, bài này khán giả được làm quen với phụ âm chéo vần đó là mô chân rô, mô chân lô và mô chân o để tạo từ chéo vần. Thứ ba, khán giả lưu ý cũng như những bài trước, đối với phụ âm chéo vần, âm tiết thứ nhất dù không có dấu bên tọt, chúng ta cũng đọc như có dấu bên tọt. Bây giờ mời khán giả cùng học tiếng Khmer qua bài 58 phụ âm chéo vần. Đó là mô, chân rô. Mô, chân lô. Và cuối cùng là mô, chân o. Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng ôn lại kiến thức bài tuần trước. Mời các bạn cùng đọc phụ âm chéo vần mô chân pô, mô chân pô và cuối cùng là mô chân mô. Mời khán giả cùng học bài mới. Đầu tiên khán giả cùng làm quen với phụ âm chéo vần và cách đọc cụ thể như sau. Phụ âm thứ nhất mô chân rô. Chữ viết phụ âm mô chân rô có hình dạng như trên màn hình của khán giả. Chúng ta đọc là mô chân rô. Mô chân rô. Mô chân rô. Tiếp theo là phụ âm mô chân lô. Phụ âm mô chân lô có hình dạng như trên màn hình của khán giả. Chúng ta đọc là mô chân lô. Mô chân lô. Mô chân lô. Tiếp theo là phụ âm mô chân o. Phụ âm mô chân o có hình dạng như trên màn hình của khán giả. Chúng ta đọc là mô chân o. Mô chân o. Mô chân o. Mời khán giả cùng đọc lại và quan sát chữ viết các phụ âm chéo vần. Thứ nhất là mô chân rô. Mô chân lô. Và cuối cùng là mô chân o. Tiếp theo là phần đánh vần. Để giúp khán giả đọc được thành thạo, chúng ta cùng nhau học cách đánh vần. Phụ âm thứ nhất mô chân rô. Từ thứ nhất co mô cầm rò rễ tỏ rạch cầm rạch cầm rạch cầm rạch. Từ tiếp theo so mô xâm rò ra co rạc sầm rạc sầm rạc sầm rạc. Từ tiếp theo bo mô bầm ro a ra bầm ra bầm ra bầm ra. Co mô cầm ro bò rộp cùng rộp cùng rộp cùng rộp. So mô xong chân lô nhưng chúng ta đọc là lo sầm lo sầm lo sầm lo. Từ tiếp theo là so mô xong lò la nhỏ lanh bằng tọc lanh sầm lanh sầm lanh sầm lanh.
Từ tiếp theo là so mo som, lo co lọc bằng tọc lọc, sầm lọc, sầm lọc, sầm lọc. Từ tiếp theo là cho mo chồng, lo ngô lòn, chồng lòn, chồng lòn, chồng lòn. Từ tiếp theo là cho mỗi chồng, lò la co lạc bằng tật lạc, chồng lạc, chồng lạc, chồng lạc. Co mỗi công, ở uôn ta uột, cầm uột, cầm uột, cầm uột. Từ tiếp theo là cho mỗi chồng, ở ế nó ăn, chồng ăn, chồng ăn, chồng ăn. Từ tiếp theo là so mỗi xong, ở an tỏ át, sầm át, sầm át, sầm át. Chúng ta vừa học xong phần đánh vần các từ trên. Sau đây mời khán giả cùng đọc và viết các câu sau. Câu thứ nhất, pê ngày trăng, pô là có sầm rác do cầm lăng. Pê ngày trăng, pô là có sầm rác do cầm lăng. Câu thứ hai, đà ni nâng bột phá chia sầm lạnh nâng khnê. Đà ni nâng bột phá chia sầm lạnh nâng khnê. Câu thứ ba, crom ti muối sầm át bẩn tục riêng nâng ti thle xà la. Crom ti muối sầm át bẩn tục riêng nâng ti thle xà la. Câu cuối cùng là vì rẽ chồng ăn sầm lo hốp đầm bay sầm rạc. Tiếp theo là nghĩa của từ. Từ thứ nhất, cầm rách, có nghĩa là cấp, mức độ. Từ tiếp theo là sầm rác, có nghĩa là nghỉ ngơi. Bầm ra, có nghĩa là phục vụ. Cầm rốt, có nghĩa là nắp. Sầm lo, có nghĩa là canh. Sầm lanh, có nghĩa là bản thân. Sầm lọc, có nghĩa là liếc. Chầm lon, có nghĩa là sao chép. Chầm lạc, có nghĩa là điêu khắc. Cầm uất, có nghĩa là nôn mửa. Chầm ăn, có nghĩa là nấu ăn. Sầm át, có nghĩa là làm cho sạch. Tiếp theo là phần hội thoại. Phần hội thoại ngày hôm nay có chủ đề là tinh sùm nông rương, riêng vị chia chi vẹ, mua hồ sơ học nghề. Chúng ta cùng theo dõi đoạn hội thoại sau đây. Chim điệp xuống, trời ca rời dàn lái, xa la vị chia chi vẹ tế. Chá, trời hai bóng, bóng trời ca ở vậy đấy. Bát. Nhóm trời ca tình xâm lòng rướng, ôi côn riêng. Chắc bong chăng ôi côn bong riêng ở vấy. Bát,
sala miền vị chia chịu vẹn nà khát nẹt cứ cha miền trời nà bông đôi chân châm cho lập hỏi cả si cầm xâm anh chơi bong một tối nhom bị cứ chun bông bát ở quân nẹt cứ chén sẽ nhom nâng cồn nhom tự tin tệ mà đón liền nẹt cứ sinh ha cha liền bong sinh hái chụp bong ngày rồi trong nội dung hội thoại khán giả chú ý các cụm từ sau Kariyalay, phòng hay là văn phòng. Sala, vị trí chỉ vẽ. Sala, vị trí chỉ vẽ. Trường nghề. Tinh sầm nông rương. Tinh sầm nông rương. Mua hồ sơ. Chành châm cho lập phân. Các sẽ cầm chân châm cho lập phân các sẽ cầm nuôi trồng thủy sản nông nghiệp. Đã hiểu rõ hơn nội dung trao đổi, mời khán giả tiếp tục theo dõi đoạn hội thoại thêm một lần nữa. Chim điệp xuống trời ca giàn lái xa la vị trí cho tế cha trời hơi bóng bóng trời ca ở vậy đấy bác nhóm trời ca tinh sầm nồng rướng ôi cồn riêng chắc bóng chẳng ôi cồn bóng riêng ở vậy bác sẽ làm miền vị chia chịu vẹn nạc lát nẹ cứ cha miền trời nạc bóng đôi chân châm cho lập hỏi cả si cầm xâm anh chơi bong một tối nhom bị cướp chun bong bát ốc quân nẹt cùi chén sẽ nhom nâng cồn nhom tự tin tệ mà đón liền nẹt cùi sinh ha cha liền bong sinh hái chụp bong ngày rồi. Tiếp theo là phần luyện tập, mời khán giả cho ví dụ bằng cách sử dụng phụ âm chéo vần. Phụ âm chéo vần thứ nhất, mô, chân rô. Ví dụ, cầm rò, cầm ròn, cầm rôl. Phụ âm chéo vần tiếp theo là mô, chân lô, sầm lăng, sầm lót. Sầm lên. Phụ âm chéo vần cuối cùng là mô chân o. Từ thứ nhất, cầm el, cầm uất, sầm ất, sầm an. Trước khi kết thúc buổi học, xin mời khán giả ôn lại bài mà chúng ta đã học. Chúng ta đã học các phụ âm chéo vần đó là mô, chân rô, mô, chân lô, mô, chân o. Thưa quý vị khán giả, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên website thst.vn, kênh YouTube truyền hình Sóc Trăng và kênh YouTube của Ban Chỉ đạo Đề án Đào tạo Tiếng Khmer tỉnh Sóc Trăng. Chúc quý vị học tốt. Xin kính chào.